Ở Cần Thơ có rất là nhiều quán bánh xèo, nhưng đặc biệt Thư dẫn các bạn đi ăn quán bánh xèo Bảy Tới, một trong những quán bánh xèo nổi tiếng nhất tại Cần Thơ. Củ hủ dừa đây là cái ngọn cây dừa nè, mà mình phải lấy mấy cái bẹ này ra rồi mình mới lấy cái lõi ở bên trong mà mình làm củ hủ dừa được, để mình nhờ cái anh này ảnh lại ảnh tỉa cho mình rồi mình mới thấy được cái lõi củ hủ dừa ở bên trong. Ủa anh tên gì vậy anh? Dạ tên Thiện. Thiện hả? Dạ lên Long Thiện, không cả anh Thịnh. Thiện, anh Thiện làm ở đây lâu chưa? Dạ anh làm được 7 năm. 7 năm hả? Một ngày mình chặt bao nhiêu cái củ dừa này? Một ngày bình thường chặt 20 củ. 20 hả? 7 chủ nhật chặt 30 củ. Rồi cái nguồn cung cấp cho mình cái củ dừa này là từ đâu hả? Vòng vòng ở dưới miền Tây, ở dưới quê người ta phá vườn cái mà nó vô khu công nghiệp đó. Tao phá cái này. Dạ. Lấy mặt tôi với em. Ủa mấy cái non non đó không lấy luôn hả? Không, ăn không được chị. Không được luôn. Lấy bên trong luôn. Ồ. Cái này là mình mua ký hay là mình mua từng cái ta? Dạ mình mua từng cái. Một cái vậy là nhiêu tiền? 90 ngàn cái hả? Tùy theo ổ tự nhỏ. Lớn thì nó 90. Dạ. Nhỏ hơn thì nhiêu? Nhỏ hơn thì 2 thành 1. Hả? Nhỏ hơn thì 2 củ thành 1 củ. 2 củ thành 1 củ hả? Thì mua 60, 70. Cái này là chặt điêu luyện quá ha. Rồi cái mình mới sơ chế lại rồi mình mới xào lên mình mới làm nhân đúng không? Dạ. Như tẩm cắt ra nó dưỡng ra thì mình xào nhiều. Đó. Ồ còn gọt cái chân nữa. Làm bánh xèo á rất là nhiều công đoạn ha. Mình thấy dễ vậy chứ sơ chế nhiều công đoạn phải ra cũng phiền. Tới đây là mình xài được chưa? Hả? Tới đây mình xài gọt cái gọt, gọt tới đây là được rồi hả? Bỏ cây vàng hành mình lấy cây nâu. Ừ.
Rồi đây là cái củ bên bây giờ là mới là củ hủ dừa nè, đúng không? Hồi nãy chỉ là cái ngọn dừa thôi. Giờ mới đúng là củ hủ dừa. Nhìn ngon nha. Tươi ghê luôn. Cái này mình ăn sống cũng được nữa nè. Rồi cái này mình có thể xào. Làm gỏi cũng được. Làm xào, gỏi, gỏi củ hủ dừa đó. Với xương với thịt. Hầm. Ờ. Mình chế biến ra nhiều á ha. Chế biến ra nhiều món ăn từ củ hủ dừa. Làm đồ chay rồi cũng từ củ hủ dừa. Đó. Đó, thành một cái củ hủ dừa rồi đó. Quá tươi ngon luôn. Rồi giờ công đoạn tiếp theo là mình vô mình bào. Bào mình sắc nhuyễn nhuyễn ra. Đây. Một cái củ hủ dừa. Đó, anh làm thêm một cái nữa kìa. Nhìn ngon quá các bạn ơi. Chủ nhật thì 30 đến 40 củ hủ dừa. Chủ nhật ở đây đông ha. Ngày khách người ta nghỉ, người ta đi ăn gia đình. Ở đây mình tiếp khách đoàn rồi nhiều không ta? Dạ, trước thì nhiều, giờ dịch bệnh. Vô tại mắc cái mùa dịch bệnh Covid cho nên nó cũng hạn chế khách ha. Hồi xưa là khách du lịch nhiều lắm. Đó, bây giờ cô đang sắc củ hủ dừa. Đó. Con rồi bị nó chín. Cho bà chín sắc đi. Sắc gì rồi, rồi mình sắc nhuyễn lại nữa hả cô? Sắt xong rồi mình mới đi xào. Dạ. Sắt cỡ cỡ sợi giá vậy ha. Trong này chắc mình chia từng đoạn, từng khâu hết ha cô. Dạ. Dạ. Nhanh ha. Dạ. Cái khâu của chị là sắc củ hủ dừa. Dạ. Rồi rửa rau, rồi làm bộ. Dạ. Bốn mấy người lận hơn. Mấy người làm á. Dạ. Wow. À. Hồi qua bên đây thì cô này xào nhân. Dạ. Tính ra làm cái được ra một cái bánh xèo rất là nhiều công đoạn ha. Dạ. Con thấy nhà mẹ đổ mỗi lần đổ thấy mệt cũng chết. Đổ xong rồi cái buông ra cái ăn hết nổi. Mà ai không làm thì ăn sẽ ngon. Bây giờ là giai đoạn cô xào nhân củ hủ dừa. Cái nước đó là nước gì vậy cô? Nước à, nước thịt vịt với nước tép hả? Dạ. Nó mới thấm vô. Dạ. Dạ. À, cái bí quyết là ở đây. Dạ. Dạ. Rồi, củ hủ dừa nãy mình ngâm. Cái này là mình ngâm cho nó đừng có bị đen hả cô? Ngâm cho. Dạ. Dạ, ra mũ.
Dạ. Cái gốc của củ hủ dừa thì có mũ mà cái ngọn thì nó không có. Nhưng mà mình cũng phải ngâm chung ha. Dạ. Ngập. À, cái ngọn thì mình ngâm riêng, còn cái gốc thì mình ngâm riêng. Dạ. Dạ. Đang mà cái gốc mình để dưới trước coi nó chín á. Dạ. Wow. Dạ. Trời. Dạ. Cho biết thôi, cho coi thôi. Dạ. Mình để cho nó bỏ hết nước. Để nó nước nhiều quá nó lộn, chất ngọt đậm đà không có. Dạ. Nó vàng. Dạ. Dạ. Mình đẩy lại để cho nó sôi lên. Hầm. Thời gian khoảng bao lâu á cô? 15 phút. Dạ. Nó nóng nó mau á. Dạ. 15 phút là mình lại cái trộn lên đó nha. Xuống cho nó chín đều quá. 15 phút là mình trộn một lần. Nó dạ. Nước cũng ngon nữa. Dạ. Cái nào cũng có nước hết. Cái để cho nước lên nấu tới. Để trộn cho xuống. Dạ. Rồi sau 15 phút là bắt đầu cô sẽ trộn cái nhân cho nó đều. Dạ. Cho nó thấm đều quá. Dạ. Thơm quá cô. Đứng ở đây mà nghe mùi thơm. Miếng nào cũng ngon trên. Dạ. Thắp cây mấy mấy bộ. Chút. Dạ. Dạ. Tới đây là chỉ thích ăn cái nhân củ hủ dừa thôi. Dạ. Đặc biệt là thấm nước ngon ha. Dạ. Thấm cái nước ngọt của tép với lại nước của thịt vịt đó ha. Dạ. Dạ. Lấy cái nước đó. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Nó ngọt tự nhiên. Còn giống như là cái nước này á, cái củ dừa mình xào xong rồi mình chỉ vớt cái nó thôi. Còn cái nước đó là vẫn để à. Nước này ra là bỏ luôn chứ không còn xài nữa. À có nghĩa là nước này xong là mình bỏ luôn chứ không có xài cho cái mẻ xào sao. Không, mẻ xào sao là lấy cái nước mới này xào nữa, nước nguyên chất. À dạ. Rồi vậy mà con cứ tưởng là lấy cái nước này xào tiếp. Dạ. Nước này là bỏ. À đúng là chất lượng ha. Dạ. Vậy nó mới đậm đà chứ qua nước gì nó hết đậm đà rồi mình đâu có lấy chị. Dạ. Trời ngon quá. Tại vì mới ngon ăn. Dạ. Được chưa con? Ăn bánh xèo bảy tới là biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vậy con biết con thích ngon cho nên con tới đây con tìm hiểu thêm về quán. À, mình dạ. Nó nào ngay mình cũng gắng chế biến cho ngon á. Dạ. Nói chung là ngay ăn khách tới đây ăn khen ngon mình cũng mừng lắm á. Dạ. Dạ. Công ty du lịch ta giới thiệu khách tới quán bánh xèo bảy tới rất là nhiều. Dạ. Tại vì cũng ngay cái mùa dịch cho nên nó cũng hạn chế khách bớt. Đúng rồi đó. Dạ. Chứ hồi trước đấy là ba biết này không có biết nào ngớt cho nó. Dạ. Dạ. Sao? Không biết mà mấy lần trước con tới con thấy ăn là rất là đông. Dạ. Dạ. Rồi xong. Cho thêm thêm củ cải đỏ vô nữa. Hẹ vô. À. Giá vô. Rồi, vậy là xong trộn lên. Dạ, thơm quá ha. À, tắt bếp rồi bắt đầu mới trộn. Vô. Còn cái thịt vịt đó cô là mình bầm nguyên con vịt hay là sao? Mình thay á. Cái phần máy là luôn cả xương luôn. Luôn cả xương, cái xương ống mình lóc ra. À xương ống thì lóc ra còn mấy cái xương nhỏ nhỏ thì mình vẫn để. Dạ. Thay nó gã hay nó dịp chân. Dạ. Bởi vì mình ăn mình không có bị không có mình không có thấy xương. Dạ. Cũng như xương ống thì nó không có để ra được á mình. Dạ, cái xương ống chỗ cái đùi đó ha. Dạ. Thì mình lấy ra. Còn kia mình để. Dạ. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Cái này là mình mới múc ra cho nó ráo nước ha. Dạ. Sao cô? Dạ, đổ ra trong cái gỗ luôn. À cái nước đó là mình đã bỏ luôn rồi. Dạ. Rồi.
Dạ. Còn hả, giờ xài kỹ lắm, cũng như là đoạn nước mà mấy cái người mình xài dứt rồi bắt đầu mới lấy đoạn nước khác. Dạ. Chứ không phải bỏ đoạn nước. Ồ. Rồi. Như cái đoạn nước này là còn như là khác nước đầu nước này đổ vào. À, có nghĩa là lấy nước mới hết. Nước mới hoài luôn chứ không có đổ chung vô. Dạ. À, nước xào tép với lại là xào thịt vịt. Dạ. Nước mới nè, đổ vô nè. Dạ. Còn nước cũ. À, là bỏ luôn. À, cái này còn xài. À. Nhưng cái đó mới bỏ. Dạ. Đó. Như vậy là cái nhìn nước cái con nó không có bị thiêu. Dạ. Còn mình nước mà mình để nhập vô á, là thành ra tới trưa nó bị thiêu ha. Dạ. Bởi vì cái bánh ra rất là ngon. À, đây là rau để mà mình ăn với bánh xèo. Có cải xanh, có lá cách. Này lá đều hả ta? Hay lá bằng lăng hả? À, lá bằng lăng. Đó. Cạn lên dĩa từng dĩa từng dĩa. Cái đầu khách kêu cái là mình bưng dĩa ra thôi. Từng dĩa rau thấy ngon ha. Giới thiệu với các bạn, đây là anh Bảy, chủ của quán bánh xèo Bảy Tới. Hôm nay mình rất là may là mình được gặp anh Bảy ở đây. Và anh sẵn đây anh Bảy cho em hỏi thăm và là cái quán bánh xèo Bảy Tới của mình á, là được kinh doanh được bao nhiêu lâu rồi anh Bảy? 12 năm rồi cưng. 12 năm à? Dạ. Rồi hiện tại thì nhân công của mình là ở đây được bao nhiêu người anh ha? Khoảng 40-50 á. 40-50 người. Vậy ở đây nhân công làm theo thời vụ không à? Dạ. Nào tại quán ở đây anh thuê chăm dưới quê còn dạ. Bà con dưới quê làm à, bà con dạ sớm viện rồi dưới. Dạ. Rồi anh cho em hỏi thêm là cái nguồn rau của mình á là mình lấy từ đâu anh ha? Em thấy rất là nhiều loại rau ngon. Thường như anh ở đây chỉ mua mấy cái loại rau như cải xanh, xà lách rồi mua à. Dạ. Còn như mấy rau gừng ở quán đi hái không à? Dạ. Sáng cho nhân viên đi hái. À. À. Dạ. Sáng nào cũng gì hết. Dạ. Vô dừa nó kiếm nó hái. Dạ. Rồi như củ hủ dừa sao anh? Củ dừa thì có mấy anh em ở trong vườn á. Dạ. Thu gom đem qua cho anh. Dạ. Trời ơi, quá cho quá trời ngon luôn. Rồi em cảm ơn anh Bảy nhiều nha. Bây giờ coi mấy anh chàng này đổ bánh. Wow. Một chảo là một giá bột. Anh bánh xèo đổ anh tên gì vậy anh bánh xèo? Tên Dũng. À. Ủa sao mình phải lấy cái gì cái chảo ra vậy hả? Sợ nó khét bánh hả? Đem lên cái mặt tại vì có hẻ đi tí xíu. À. Cái chảo mình đổ là chảo gang đó ta. Ờ. Đó, thịt vịt xiêm và tép. Mình chỉ mỗi một cái gà nhân thịt vịt xiêm thôi. Dạ đúng rồi, thịt heo nữa. À thịt heo nữa. Có nghĩa là có hai cái loại bánh. Một cái là củ hủ dừa nhân thịt vịt xiêm và nhân thịt heo. Thịt heo này là củ sắn với giá. Cái bột mà mình đổ ra bánh xèo là bột gì em đó? Bột gạo chứ, gạo rồi xay ra. À. Bột gạo rồi xay ra. Ở đây mình tự xay luôn. À. Ở đây là mình tự xay bột. Anh đang đổ bánh khọt kìa. Wow. Em tên gì? Em tên Đạt. Đạt. Đạt là chuyên đổ bánh khọt hả Đạt? Dạ. Có đổ bánh xèo luôn không Đạt? Dạ, lâu lâu thì có. Đổ luôn. Thật ra em làm gì cũng được, em giỏi lắm. Dạ. Cái Đạt đổ là bánh khọt loại thường hả Đạt? Dạ, loại đậu. Loại đậu hả? Dạ. À. Một hồi giờ Đạt đang đổ cái bánh
Đạt đang đổ cái bánh khọt này là loại đậu. À, hai cái mình ướp ngược vô nhau hả? Dễ. Có mấy loại bánh khọt là Đạt ha? Dạ, có, mình có loại tôm, loại thịt heo, loại thịt vịt. À, loại đậu à? À, loại tôm, loại thịt heo, thịt vịt và loại đậu, bốn loại. À, Đạt đang đổ cái bánh khọt loại đậu. Ừ, hồi có đổ cái bánh khọt loại khác nữa không? Có. Giờ xong mẻ này là mình đổ tới cái gì vậy Đạt? Đổ tép. Đổ tép hả? À. Wow, bánh rất là ngon. Vàng ươm. Xoài. Còn xoài à. À, bây giờ Đạt sẽ thực hiện đổ bánh khọt loại tép. À. Quen tay rồi ha. Rồi, đổ rất là chuyên nghiệp. Wow. Cho chị qua, chị đứng bên đây cho em đổ. Đạt làm đây lâu chưa Đạt? Hai năm. Hai năm à? Trước đó vô có biết đổ bánh không? Không, lúc vô thì tập. Tập là? À. À. Đây là Đạt đang đổ bánh loại tép. Mình ở đây có bánh chay không Đạt? À, bánh xèo, bánh khọt đều có bánh bánh chay luôn. À, cái tép này là tép đặc biệt ha. À. Đó. Rồi, đây. Rồi, chị cảm ơn nha. Rồi. Bây giờ trước mắt Thư là hai cái bánh xèo, một cái bánh xèo loại nhân đặc biệt là nhân thịt vịt của hũ dừa. Và cái bánh xèo bên đây là nhân giá. Nhân giá với củ sắn, tép thịt. Bây giờ Thư mời các bạn cùng thưởng thức bánh xèo với Thư nha. Nếu mình ăn bánh xèo á là mình phải ăn với rau, mà rất là nhiều loại rau nha. À, rau vườn nó mới ngon. Ví dụ như bây giờ Thư sẽ giới thiệu với các bạn đó là ăn với là cải xanh, à, lá cách. Đặc biệt ăn với bánh xèo là mình phải ăn lá cách. À, và ở đây có nhiều loại rau vườn lắm. Đây nè, là quế đất hay là quế nước. Có chỗ thì ta gọi đó là lá xá xị. À, lá điều. À, lá xoài non. À, đó. Lá xoài non và có một cái loại rau nữa đó là rau lá các loại, kèm theo nữa là các loại rau sống mình mua ở chợ cũng như xà lách, húng lủi hay là diếp cá. Bây giờ Thư mời các bạn cùng ăn bánh xèo Thư nha. Ở đây bánh xèo đổ cái nhân bột của nó rất là ngon. Thư thích ăn cái từ ở ngoài vô trong á, là Thư ăn cái rìa này nè, nó giòn giòn mà nó béo béo. Ừ. Mà mình ăn bánh xèo á, cái nước chấm của nó nữa
Ở miền Tây á, thì nước chấm bánh xèo á, nó phải chua chua ngọt ngọt. Và trong cái nước chấm á, thì mình phải có thêm cái dưa chua này nè, là làm bằng củ cải trắng và củ cải đỏ mình sắc nhuyễn ra. Mình cho vô nước mắm chua ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Nè, Thư thích ăn cái bánh này nha. Vì ở ngoài nó giòn. Giờ Thư sẽ cuốn bánh. Cuốn bánh xèo. Thì Thư sẽ ăn lá cải xanh, lá cách. Cho thêm một miếng quế nước. Thư kêu quen rồi. Thư kêu đó là lá quế nước. Có chỗ thì kêu là lá xị, lá xách xị, rồi quế đất gì đó. Có nhiều loại kêu lắm mà cũng là một loại rau đó thôi. Rồi, cho Thư thêm Thư cắt lòi vô. Đây, đây là lá cắt lòi. Lá xoài non. Húng lủi. Và mình cuốn với cái bánh xèo nè. Đây là cái bánh xèo hồi nãy mình xem mấy cái anh chàng đẹp trai đằng trước đổ đó. Với hèo củ hủ dừa. Nhân thịt vịt xiêm nè. Hồi nãy cô nói là cái thịt này là dùng máy để xay, cho nên cái xương của nó đó nó cũng nhuyễn ra rồi, mình ăn mình không có sợ xương. Còn cái xương ống thì đã bỏ ra rồi, cho nên mình ăn mình không có thấy có xương. Mình cuốn luôn như ăn luôn hả, không có sợ xương nữa. Nên các bạn yên tâm điều đó nha. Rồi. Cái ăn vô chấm cái nước mắm rất là ngon. Nếu mà có dịp về miền Tây á, về Cần Thơ thì mời các bạn ghé thưởng thức cái bánh xèo của quán Bảy Tới một lần nha. Mình ăn mình thấy rất là ngon. Mình mời các bạn thưởng thức bánh khọt. Cái bánh khọt này là loại bánh khọt nhân đậu. Cái bột nó rất là béo tại vì nó có nước cốt dừa. Cái bột ở trong nó có nước cốt dừa kết hợp với lại đậu xanh. Thì ăn nó, cái vị nó rất là thơm. Vừa thơm vừa béo. Mỗi một cái bánh nó có một cái đặc trưng riêng. Ví dụ như tôi ăn đang là cái bánh khọt nhân đậu và đây là cái bánh khọt nhân tép. Tôi cũng sẽ ăn một miếng. Mình để mình thưởng thức mỗi một cái nó có một cái vị khác nhau như thế nào. Mình ăn rồi đừng quên là mình chấm nước mắm nha. Phải chấm nước mắm nó mới ngon. Cái vị bánh đó, nó nhờ có tép nó thơm hơn. Bởi vì sao người ta mới gọi nó là đặc cái đặc biệt. Rồi có tép vô nó thơm, nó béo, nó ngon. Ở bên đây là cái bánh xèo nhưng đây là bánh xèo nhưng củ sắn với lại là thịt vịt xiêm. Cũng là thịt vịt xiêm mà cũng có tép, cũng có đậu mỡ, cũng có thịt ba rọi trong đây nữa. Mình thích cái nào á, mình ăn thì mình kêu cái loại đó. Nè, đây là nhân củ sắn với lại là giá. Ở đây á, xào nhân rất là ngon. Vừa ngon cái bột mà vừa ngon luôn cái nhân ở bên trong. Khuôn viên quán rất là sạch sẽ và thoáng mát, nhân viên phục vụ rất là vui vẻ và tận tình. Nếu có dịp về miền Tây, về Cần Thơ thì các bạn thử ghé một lần thưởng thức quán bánh xèo Bảy Tới nha.
các bạn xem video của Thư. Thấy thích, bấm cho Thư một like và đừng quên subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thư nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.